Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái bài về phân tích chi tiết về cái đôi loa Clip KG3.2. Thì đây là được mệnh danh là cái dòng loa đáng chơi nhất trong tầm giá của hãng Clip. Thì Clip KG3.2 là một dòng nó có thiết kế khá là hợp lý về cái độ về cái thùng của nó. Cái thùng của nó chiều cao là 68 cm, chiều ngang là 31.5 và chiều sâu là 30. Như vậy thì cái thùng này nó rất là hợp lý để cho chúng ta nó hài hòa để bố trí trong những cái căn phòng khách ra rộng lớn. Và về cái màu sắc thì nó là một cái thùng được lặn bằng một cái lớp gỗ sồi nên nó tăng cái độ sang trọng và tinh tế cho cái đồ loa lên rất là nhiều. Bề ngoài khi chúng ta còn đậy lưới thì nó vẫn rất là sang trọng, cái lưới nó cong và cái lưới bằng nhựa. Và cái tem Clip ở phía dưới rất là đẹp. Và khi đã tháo lưới ra thì nó còn hoành tráng hơn rất là nhiều. Khi nó sở hữu một cái loa bass 25, một cái loa bass 20 và một cái loa test coi. Đây có thể nói là thiết kế khá là hợp lý, khá là đầy đủ trên một cái đôi loa có chiều cao chỉ là 68 cm. Nhưng mà nó nhồi được ba cái loa vào trong này. Và như vậy nó làm cho cặp loa nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Và chỉ hoành tráng thôi chưa đủ về cái chất âm. Và cái chất âm thì nó sở hữu hai cái loa bass như thế này thì âm trầm nó thể hiện rất là dứt khoát, rất là ấm, rất là mạnh mẽ và uy lực. Về cái dãy cao thì cái tép còi của Clip luôn được mệnh danh là ông hoàng của những cái dòng thể hiện cái dãy trà dãy cao tuyệt vời. Đặc biệt khi chúng ta nghe nhạc vocal hoặc là những cái loại nhạc acoustic, những loại nhạc về thiên về tiếng nhạc cụ, nhạc hòa tấu thì cái tiếng này nó gõ ra rất là tuyệt vời. Và đây là phía sau của đôi loa Clip KG3.2. Chỉ có phía sau thì nó được màu đen thôi, chứ còn tất cả các bên hông đều là gỗ sồi thì phía sau nó cũng chẳng quan trọng, tại vì phía sau thì nó không bao giờ nó đối diện với cái mặt cái đôi mắt chúng ta nhìn rồi. Thì hãng cũng tất cả, hầu như tất cả những cái dòng loa mà thiết kế thùng gỗ thì phía sau nó đều là màu đen thôi, hoặc là đều là ván ép bình thường thôi. Bây giờ chúng ta nhìn rõ vào chỗ cắm dây loa. Một cái đôi loa cao cấp thì cái trạm gắm dây nó cũng khác những cái đôi loa thường. Ta thấy cái trạm gắn dây của nó là trạm đồng nguyên chất và có mạ vàng cộng trừ. Đặc biệt của những đôi loa Clip là luôn được kiểm tra kỹ bởi những kỹ sư âm thanh hàng đầu của hãng. Chúng ta thấy cái tested by có nghĩa là kiểm tra bởi, và inspected by có nghĩa là được đóng gói bởi, rất là kỹ. KG3.2, cái model của nó oát có nghĩa là gỗ oát. Gỗ oát này ở Việt Nam thì chúng ta hay gọi là gỗ sồi. SN là Serino, số seri. Đó, rất là đẹp. Đây là sản xuất tại Mỹ này, các bạn có thể thấy Registered in USA. Rồi, ok, bây giờ tất cả chúng ta đã nhìn rồi, bây giờ đến phần nghe. Các bạn tiếp tục theo dõi mình set up và test thử nhạc nó nhé. Sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên
đất giặc thèm trong hai hùng. Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm, người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng tình hài đó không thôi. Đến với tôi hay đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng hai hùng. Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm, người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn khai tiếng em. Ngoài kia súng nổ hay tiếng em. Mình vừa tới xong cái đôi loa clip KG3.2 và như các bạn đã cảm nhận được cái âm của nó. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên bấm nút đăng ký subscribe kênh Nguyên Hùng Audio, cũng như bấm vào nút hình cái chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất khi kênh mình ra video mới. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.